Tìm một cái điểm nào nó chê được cả. Khuôn mặt của em là gần với thời trang cao cấp. Cái khuôn mặt mà không phải là thất thần, nó vẫn là có hồn ở đó, nhưng nó lại mang một cái tinh thần hoàn toàn một. Trong bức ảnh này, em là một cái hình tượng hoàn toàn khác. Và tôi thấy được một cái thế hệ mới đang phát triển trong cái ngành nghề người mẫu này. Xin chúc mừng em. Cảm ơn em. Mời thí sinh tiếp theo. Đúng rồi. Gợi cảm lên em. Đủ show. Thôi về mẹ đi.